Nhân xin chào cô chú anh chị mình nhé. Hiện tại là Nhân đang ở cổng sau của dự án cát tự sinh, và cái trục này là trục đường KT1 đường kênh nha cô chú anh chị. Ở đây thẳng qua bên kia là dự án 20 tên, còn mình tới chỗ cây cầu cống đó, mình rẽ bên tay phải là chạy ra tỉnh lộ 9. Thì nếu như cái con đường mà nó mở ra, không phải là mở ra mà là chảy nhựa, thì cái giá đất ở đây nó sẽ rất là kinh khủng nha cô chú anh chị. Tại vì cái đường thay vì mình chạy xuống tới cái cổng để mình đi vào dự án cát tự sinh, thì ở đây là mình có thể mình rẽ vào, mình chạy vào cát tự sinh luôn, thì nó sẽ gần hơn khoảng 3 cây số. Thì con đường đó là của nhà nước, cho nên là khi nào làm thì Nhân không biết, nên là Nhân không hứa được. Nhưng mà khi nào mà nhà nước làm thì giá trị đất của khu này sẽ lên rất là nhiều. Bây giờ thì mình đi vẫn được con đường đó nha cô chú chị, nhưng mà con cái là nó hơi bụi thôi. Và hôm nay thì một cái dịp buổi sáng của ngày năm chủ nhật ngày 5 tháng 3 2021, thì hồi tối thì Nhân có ở lại đây đó, cho nên là cũng sáng sớm tranh thủ làm một cái video để giới thiệu cho cô chú anh chị mình, cũng như chia sẻ với cô chú anh chị mình về cái buổi sáng tại dự án cát tường của sinh của mình. Ví dụ buổi trưa buổi tối thì có rồi, hết rồi, chỉ có buổi sáng là chưa có thôi. Thì sáng nay thì Nhân bắt đầu từ nhà chạy xuống cuối dự án á, thì một cái cảm giác nó rất là bình yên, rất là bình yên luôn chú chị. Đó có chiếc xe cổ đó, không biết của ai không biết. Cái này là cái lóc nhà M3 của công ty xây và bán lại cho người dân. Thì bây giờ là cũng có một số cô chú anh chị vào ở rồi, và cũng một số nhà cũng còn đang trống. Hổng rài thì cái tình trạng là sốt đất mặt bằng rộng luôn, trên diện rộng trên cả nước, thì tức là ở đâu cũng sốt và không ngoại trừ Phú Sinh. Khi mà sốt đất như vậy đó thì nó sẽ có nhiều câu chuyện xảy ra. Nhưng mà về cái vấn đề sốt đất thì Nhân cũng không nghĩ là nó nhanh như vậy, và cũng như là những cô chú anh chị khách hàng cũng không ngờ là nhanh như vậy. Có thậm chí là có những cô chú anh chị là khi mà đặt cọc mua đất xong á, là khoảng chừng nửa tháng sau thì đã có những bạn sale khác gọi lại kêu mình bán so với cái lợi nhuận ban đầu mà mình đặt cọc á, tức là đặt cọc thôi chưa có công chứng nữa nha, là trên lệch khoảng 100 triệu. Thì có một anh khách đó, vô tình đó là ảnh đặt cọc mới có 40 triệu thôi, mà anh phải hú hồn hú vía, ảnh bổ sung thêm 50 triệu nữa, 60 triệu nữa cho đủ 100 triệu. Tại vì cọc mới 40 triệu rồi sợ người ta bẻ cọc. Tại vì ảnh mua thì cái ý định của ảnh là không phải là mua để đầu tư mà lướt sóng bán lại liền, mà mua để đó, còn cái dự định sau này thì sau này tính đó. Cho nên là ảnh bắt buộc ảnh phải bổ sung cọc. Thì so với hồi trong năm rồi á, thì những cái nền với cái diện tích là ngang 4 dài 14 4 16 á, thì Nhân với lại các bạn sale khác thì bán với cái giá nó rơi vào tầm khoảng 620 cho tới 650 một lô. Vị trí đẹp đẹp một chút xíu thì 680 700, nhưng mà năm nay thì nó lên một cái là đột biến luôn. Tức là từ hồi rơi vào hồi tháng 8 năm rồi cho tới cuối năm á, thì nó cũng lên nhưng mà không có đáng kể. Nhưng mà lên vượt bậc nhất là trong khoảng 2 tuần nay, ở 2 tuần nay thôi mà nó lên một cách mà phải nói là rất là kinh khủng và không ai mà ngờ được hết. Giống như Nhân nói cái này đó, có những khách hàng nó mới đặt cọc thôi bây giờ đã lời lại cái 100 triệu rồi đó, rất là ghê gớm. Thì Nhân cũng thấy một cái rất là lạ, là ví dụ như là trong trước tháng 8 năm rồi á, thì hầu như là trong Phú Sinh nó rất là chậm lắng và cái sự giao dịch của nó cũng rất là ít luôn. Thì cái thời điểm đó là hầu như là cái hàng ngọt rất là nhiều. Hàng ngọt tức là những cô chú anh chị mà người ta kẹt tiền đó, người ta bán lại rất là nhiều luôn, nhưng mà không có ai mua hết á. Thì ví dụ như trong cái thời điểm đó Nhân nói đó, khi mà cô chú anh chị mình đi mua đó, mình sẽ được quyền lựa chọn. Mình được quyền lựa chọn thoải mái luôn, nhưng mà lựa chọn là lựa chọn theo cái ý muốn của mình, ý thích của mình. Và quan trọng nhất là
được mua cái giá rẻ nữa, thì thời điểm đó nhận thuê mua hết. À, thời điểm đó chỉ có những cái ông mà ông, những cái tài đầu tư á, ông ôm từ từ. Thì khi mà tới cái lúc mà nó sốt lên, thì sốt, lý do vì sao sốt? Lý do đơn giản là quá nhiều người mua, rất nhiều người mua nhưng mà cái cung nó không có nữa. Tức là hầu như là những cái khách hàng mà người ta, những cái chủ nhà, chủ đất anh ta gửi lại thì rất là ít. Đó là cái lý do nó bị đẩy cái giá lên. Tức là cái sự khan hiếm của cái đất của mình á, khan hiếm của một dự án hoặc là một chỗ nào đó mà nó khan hiếm về đất đai, không có người bán ra mà chỉ có những cái người mà đi mua thôi, thì đâm ra là giá nó đẩy lên. Nhưng mà đẩy rất là nhanh kinh khủng lắm của chúng chị. Thì bây giờ Nhân nói á, Nhân phải nổ, kể cả Nhân với tất cả những cái bạn sale khác ở trong dự án Cát Tường Quý Sinh, thì hầu như là bây giờ sướng lắm, không có cần mà chạy đôn đáo đi mà tìm khách nữa đâu, mà hầu như là khách hàng dặn trước, đặt trước. Ví dụ anh chị, cô chú anh chị là muốn mua cái diện tích tầm nhiêu đó, giá nhiêu đó, có thì báo cho cô chú anh chị, cọc liền. Thậm chí là không coi đất luôn cô chú anh chị. Nó tới mức độ đó. Nhưng mà bây giờ đâu có hàng đâu, không có hàng mà bán lại. Có, nhưng mà cái giá hầu như là giá đỉnh. Tại sao đỉnh? Đỉnh là vì lý do của những nhà đầu tư, người ta mua người ta bán lại, đâm ra là cái giá nó đỉnh. Nó là như vậy. Và bây giờ hầu như là mình không có quyền lựa chọn của chú chị, không có sự lựa chọn. Nó bây giờ ví dụ như là có lô nào thì giá vậy vậy đó, được thì mua, không được thôi. Chứ không lựa chọn, tại vì đâu có hàng nữa đâu mà lựa chọn. Nó khổ gì đó. Đó thì khi mà sốt đất như vậy đó, thì Nhân cũng rất là mừng cho những cô chú anh chị mình đầu tư lướt sóng cũng như là đầu tư lâu dài. Đó, Nhân chúc mừng cho cô chú anh chị mình đầu tư, cho đầu tư. Nhưng trên thực tế thì nó khá là buồn cho những cô chú anh chị mình mua để ở. Có những cô chú anh chị Nhân nói là từ hồi năm rồi, là khoảng tháng 8 tháng 9 năm rồi, mà đi kiếm một cái lô đất để ở, thậm chí tới năm nay là tháng 4 rồi cô chú anh chị. Tức là nó rơi vào tầm nửa năm rồi đó, mà thậm chí nửa năm nay mà chưa kiếm được cái nền nào ưng ý. Chưa kiếm được cái nền nào mà hợp với tài chính của mình. Nhưng mà Nhân nói thật, cái cơ hội đó nó vụt qua rồi. Cái lúc thời gian mà sản phẩm nhiều, giá rẻ thì mình không mua được đó, thì nó trước mắt rồi, mới có 6 tháng thôi mà bây giờ nó mình bỏ ra thêm cũng một nền đất đó, cũng một vị trí đó mà mình bỏ thêm 150 thậm chí là 200 triệu để sở hữu được nó. Nhân nói là có tiếc hay không, có phí hay không? Rất là phí luôn. Tại vì bây giờ Nhân nói nè, khi mà mình bỏ ra một cái số tiền như vậy đó, thì Nhân nói với những cái người mà mình làm có tiền đó, thì không nói gì. Còn với những cô chú chị nào mà mình với cái tầm thu nhập trung bình, thì trời ơi, ví dụ như 200 triệu đó là Nhân nói là đi cày là khoảng 1 năm 2 năm trời mới dư được cái số tiền đó, mà tự dưng bây giờ đó mất không, vô lý không? Thì cái đó là cái gì? Đó là để Nhân chia sẻ cho cô chú anh chị mình, để mình nắm rõ hơn cũng như là mình biết hơn về cái dự án Cát Tường Phú Sinh cũng như là những cái khu vực khác. Khi mà mình quyết định mình mua nhà, mua đất thì mình phải nhanh lên, đừng có chần chừ. Thì có những cô chú chị cũng sẽ hỏi lại là tại vì tao chưa đúng ý thích của tao mà mắc với mới thì tao mua, đúng không? Thì nói chung nó có nhiều cái để nói lắm. Video sau Nhân sẽ chia sẻ cho cô chú chị mình một cái cách để mà mình có thể là tìm được một vị trí mình ưng ý, tìm được một lô đất, một căn nhà mà với cái giá mà nó vừa phải, nó hợp lý với thị trường, cũng như là mình mua nhanh lẹ chứ không phải chần chừ nữa. Video sau Nhân sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình một số cách để mình mua được liền, đúng không ạ? Trời ơi, đừng có chần chừ. Nhân nói thiệt luôn á, có một số anh chị là cũng nhắn tin Nhân là hỏi lại những cái nền mà Nhân quay hồi năm rồi á, là hỏi còn hay không. Thì Nhân mới nói trời ơi, bán rất là lâu rồi, hầu như những cái video đó là Nhân quay xong là khoảng như cao tay lắm là một tuần là bán rồi. Thì hôm qua có anh khách hàng gì đó nói là Nhân ơi, cái lô 4x15 610 triệu là trong năm rồi Nhân quay á, hỏi còn hay không.
Nhân mới nói là trời ơi anh ơi, cái nền nó bán rất là lâu rồi, mà bây giờ ví dụ như anh muốn mua bên đó đó là với cái giá là trung bình của thị trường là 780 triệu một lô, tức là nó chênh lệch 160 triệu so với năm rồi. Thì anh mới nói là trời ơi tiếc dữ vậy em đó. Thì khi mà mình mua nhà đất á, mình đừng có để xảy ra những cái tình trạng là mình phải tự thốt lên những cái câu nói là trời ơi tiếc dữ vậy hả em, tiếc dữ vậy hả con đó, rất là ổn của chú anh chị mình. Rồi hồi nãy giờ Nhân cũng chạy một vòng cho chú anh chị mình tham quan cái dự án cá tự buổi sinh của mình vào cái buổi sáng nó như thế nào. Thì hôm nay là do tháng sáng chủ nhật đó, cho nên là người ta ngủ ở trưa một chút xíu, nên là cảm giác nó rất là vắng, rất là bình yên nha cô chú anh chị. Thì khi mà Nhân làm một cái video nào đó thì Nhân cũng sẽ chia sẻ về một cái vấn đề nào đó để cho cô chú anh chị mình khi mình quan tâm đến nhà cũng như là đất á, là mình sẽ hiểu hiểu hơn, mình sẽ biết nhiều hơn về đất đai để khi mà mình giao dịch mua bán nhà đất á, mình sẽ không có bị bỡ ngỡ cũng như là mình không có bị lừa gạt nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ thì Nhân cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều, một vòng từ ở cổng sau tới cổng trước của các tờ buổi sinh. Bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video sau. Cô chú anh chị mình nếu mình xem video này mình muốn ký gửi nhà đất tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì liên hệ với Nhân, số điện thoại là 0909 117 880. Còn nếu như mà mình muốn mua nhà hoặc đất á, thì cứ liên hệ với Nhân luôn, Nhân sẽ tư vấn hết mình cho cô chú anh chị mình nhé. Rồi bây giờ thì Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở video sau.